Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lệ Minh. Lệ Minh live tiếp theo phần 2. Thì đây là một cái huyện ngày xưa, một cái huyện trung tâm hành chính của một cái huyện vừa mới được lên thị xã. Thế các bạn thấy chừng 2 năm nay thôi, thì giờ này chiều rồi. Tôi tranh thủ ra đây để live để anh chị các bạn thấy một cái thị trấn ngày xưa chỗ này là rất là hoang vu. Nhưng mà khi lên một cái thị xã như vậy, anh chị các bạn biết nhà chính phủ xây nên những cái khu vực hành chính và những cái công viên ích lợi cho những người dân sau những buổi chiều người ta đi làm việc và lao động. Các bạn thấy các em nhỏ sẽ vui chơi và nô đùa và họ người dân họ sẽ bán buôn, họ tạo nên cuộc sống. Họ bán những cái mặt hàng mà ăn tối rất là vui. Chút nữa tối xuống rất là nhộn nhịp và đông người, và những cái gia đình có trẻ con đồ họ dẫn ở đây chơi, họ tạo ra cái cuộc sống rất là yên bình. Các bạn thấy những cái này nhìn quê hương phải nói là rất là hạnh phúc, anh chị các bạn thấy, chứ không phải giống như những cái gì mà những cái thành phần dân chủ cụi và cái đám chống cộng cờ vàng ô hợp thổ tả ở bên Mỹ nó tiên truyền, nó mỹ dân và nó xảo trá. Tôi sống ở trên nước Mỹ mấy chục năm rồi, tôi nói anh chị các bạn, anh chị em các bạn không biết gì và đưa ra những cái câu hỏi, tôi sẽ trả lời một cách thẳng thắn, đừng có nghe lời tụi nó lên mạng nó rất là xảo trá, nó rất là lưu manh, mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại và cái đám mà dân chủ cụi trong nước nữa. Mấy cái đám dân chủ cụi trong nước thì nó chỉ biết ăn tiền của tụi hải ngoại, những cái nhóm mà chống phá đất nước đó các bạn. Mấy cái thằng này nó đâu có yêu nước con mẹ gì, thôi các bạn, chứ bây giờ các bạn bảo nó nói nó yêu nước thương dân, kêu nó mày không có lãnh tiền đi coi mày có yêu nước thương dân không, tiền đâu nó nuôi vợ nuôi con nó, tiền đâu nó ăn, không lẽ nó đi chống cộng chống phá xuyên tạc đất nước, nó ra đó nó cặp đất nó ăn à? Không có một cái thằng chó nào mà yêu nước, cái đám chống cộng và cái đám dân chú cụ trong nước. Tôi nói anh chị em, tôi bảo đảm chị em, 10 thằng hết 10 thằng, 10 con hết 10 con. Toàn là cái lũ mà gọi là nó lên mạng nó kiếm ăn không à. Đi gọi là đi chống cộng kiếm cơm. Thành ra đừng có nghe tụi nó. Chàng ơi, đi xã hội bây giờ thế giới phẳng rồi. Mình ở trong nước, mình có cuộc sống chưa bằng ai thì mình phải cố gắng. Mình phải nhìn lại cái khả năng của mình. Còn những người khác người ta khá hơn bởi vì người ta có cái điều kiện hơn mình. Đó, chứ mình không phải ngồi đó rồi lên mạng rồi cấu kết với cái đám chống cộng thổ tả. Nãy có người hỏi tôi, anh Lệ Minh, cho em hỏi gì. Anh có biết thằng Trương Quốc Huy nó qua Mỹ nó làm gì không vậy? Chàng đất ơi, tôi nói với anh chị các bạn, thằng này nó thổ tả. Cái thằng Trương Quốc Huy đó, hai anh em nó, Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tấn, Quốc Tuấn, hồi lúc trước tụi nó cũng dò tôi, nó nói tôi mà về là Mỹ nó sẽ bằng thịt tôi. Mà sao nó im ru à? Tôi đợi hoài cũng thấy. Các bạn thấy, cái thằng Trương Quốc Huy là cái thằng thổ tả. Nó chẳng có nghề nghiệp, nghề ngóng con mẹ gì chân á. Nó đi chống cộng qua Mỹ, nó kiếm cơm. Cái nghề của nó là nó kiếm cơm, nó sống. Nó chửi nhà nước Việt Nam, nó chửi, nó xuyên tạc Việt Nam. Để đặng mà nó mưu sinh. Nó chẳng có cái gì cả. Nhiều khi có nhiều người trong nước. Ồ, hai anh em, Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tấn, qua bên Mỹ. Chàng ơi, nó mặc cái áo cà vẹt, áo vét, thắt cái cà vạt vào. Mèn ơi, nó ngồi giống như là một nhà báo siêu, rất là siêu, ngồi đó bình luận rồi phê phán Việt Nam. Ôi, tôi nói chuyện các bạn, cái xã hội Mỹ đó, cái thằng ăn mày đó, nó mặc bộ đồ vét, nó thắt cà vạt không được. Tại vì cái mô hình xã hội đời sống ở Mỹ nó cao. Những cái người mà người ta mặc đồ vét hay người ta làm ăn mặc đó, nó ở Mỹ gọi là bình thường. Nó bình thường. Dân mà nó có tiền đó, nó mặc vọt hai lần, đem một chi nó bỏ, nó cho từ thiện. Nó cho những cái trung tâm từ thiện, hay trung tâm từ thiện cho cái dân nghèo, dân nào đó nó cần nó mặc. Thành ra anh chị các bạn đừng có thấy mấy cái thằng chống cộng hải ngoại mặc đồ vét thắt cà vạt rồi lên đó, cầm microphone lên, chống cộng, rồi xuyên tạc, rồi chửi bới quê hương, nói tào lao. Mấy thằng đó, tôi nói anh chị các bạn, khi cái nghề chống cộng của tụi nó không còn đó, thì thằng nào nấy từ vô gia cư tới nó văng vô vách,
cái xã hội Mỹ nó thực dụng và nó thực tế như vậy, chứ không phải mà tưởng tượng như như thằng Ben Trương cũng vậy. Tối ngày ngồi trên mạng, tại vì tụi nó có kênh, thằng anh em Trương Quốc Quyên, Trương Quốc Tấn cũng vậy, nó có kênh thì nó phải chửi cộng sản làm sao cho dữ, để đặng mà nó câu được cái view, cái like càng nhiều càng tốt, để đặng nó kiếm ăn. Anh chị em ơi, nhìn đi, những cái người mà họ chống cộng mà còn khét tiếng hơn hằng Đài hay là mấy cái tay ông Nguyễn Quang A hay là mấy cái đám thổ tả dân chủ cụ trong nước, nó chống còn ghê gớm nữa kìa. Tôi nói anh chị mà, tại vì nó kiếm ăn, nó kiếm cơm, nó chỉ vì lợi ích cái túi tiền của nó thôi, nó chẳng có thằng nào mà yêu dân thương nước, đa nguyên đa đảng con mẹ gì. Các bạn nhìn thấy nước Mỹ đa nguyên đa đảng, dân thì chết lên ầm ầm đùng đùng, hơn 300.000 người chả đùng ra chết. Đa nguyên đa đảng, tự do dân chủ, tam quyền phân lập, dân thì khổ lên khổ xuống, gần 40 triệu người dân Mỹ sống trong đói nghèo. Ô, tôi nói vậy thằng Lợi Minh này mày xạo, đã đảo Lợi Minh, trục xuất Lợi Minh. Các bạn thấy không? Đây. Cái đó là một những cái sự thật, nó rất là phũ phàng. Sự thật đó, dân Mỹ họ đang khốn khổ biết bao nhiêu, tam quyền phân lập. Đó, đa đảng đó, đa đảng nó tranh đấu với ai? Những cái nhóm lợi ích của nó. Trong khi đó các bạn đang có một quốc gia có một đảng trong đó có hàng chục ngàn người trong đó, hàng chục ngàn cái đầu óc của những người lãnh đạo. Người ta phải ngồi đó, phải suy nghĩ, phải tìm một cách bảo vệ cái sự bình yên đất nước cho các bạn, để các bạn có được cuộc sống yên bình, để đi ra ngoài đường không có sợ Covid, đi ra ngoài đường không có phải bịt khẩu trang lại, đi ra ngoài đường không phải phải sợ dướng Covid rồi về nhà lăn đùng bỏ chết. À, các bạn thấy, trong khi đó đất nước Việt Nam đã và đang phát triển rất là tốt. Mình phải bảo vệ cái thể chế này, mình phải bảo vệ cái Đảng Cộng sản Việt Nam, vì Đảng Cộng sản Việt Nam từ dân mà ra, vì dân và phục vụ cho dân. Các bạn thấy khi mà người dân gặp những cái khó khăn, những người lãnh đạo, người ta tới nơi từng nơi, tôi nhìn tôi bên Mỹ, tôi ngồi tôi thấy rất là cảm động. Họ thức trắng đêm để đặng mà tìm cách làm sao giải quyết những nan đề cho người dân, để có người dân có được cuộc sống tốt hơn. Mà các bạn nhìn thấy một cái đất nước như Mỹ đi, đi ra đường thằng nào chết mẹ kệ thằng đó. Hả? Đa đảng đó, các bạn có cần những cái thứ đa đảng đó không? Cần để làm gì? Cái thứ nó xảo trá và bịp bợm, nó lừa đảo. Tôi nói anh chị mà tôi lấy tính mạng tôi ra, mà tôi nói, tôi bảo đảm với anh chị em các bạn, tôi sống ở Mỹ mấy chục năm rồi tôi biết, toàn là bịp bợm lừa đảo. Cả một cái bộ chính trị nó thôi nát, nó tham nhũng, nó hối lộ, nó quan liêu, nó bao che nhau một cách rất là khủng khiếp. Nhưng mà chỉ có cái đám chống cộng, cái đám mà thổ tả, cái đám dân chống cửa, nó ngồi đó nó đánh bóng, nó ngồi đó nó cổng trên mấy thằng mà giờ tư bản như Mỹ trên đầu, đùng với nó là đã đảo Lê Minh, trục sức Lê Minh. Bây giờ mình đang ở Việt Nam, mình tự chụp mình trục sức, sung sướng. Có gì sung sướng bằng mình đang đi trên thành phố, một cái thị xã, một cái vùng quê hương như vậy. Các bạn thấy tuyệt vời không? Đấy. Chiều tối xuống đông lắm anh chị các bạn. Tại vì tôi tranh thủ ít người nên là tôi like để cho anh chị các bạn thấy một cái công viên biết bao nhiêu tiền của đổ vô để xây dựng cho một cái thị trấn như vậy. Lớn hàng trăm hecta chứ đâu phải ít đâu. Tôi nói hàng trăm hecta chứ không phải là một cái công viên, một cái trung tâm hành chính rất là đẹp. Cho nên mình phải bảo vệ đấy anh chị các bạn. Mình phải bảo vệ cái thể chế này. Mình phải bảo vệ cái sự bình yên đất nước của mình. Mà biết bao nhiêu người đã hy sinh, đã nằm xuống, máu đã đổ dọc khắp từ Nam chí Bắc. Chúng ta phải bảo vệ anh chị các bạn. Nói không với cái đám chống cộng cực đoan và cái đám dân chủ cụi, vả vào mặt chúng nó. Chúng nó là những thành phần xảo trá, những con buôn chính trị. Các bạn không tin tôi, các bạn nhìn đi, Hằng Nguyễn Văn Đài, con Lê Thị Công Nhân, hai cái đủ dân chủ cụi đó, Hằng Nguyễn Văn Đài nó lừa trên 100.000 đô để đặng rồi nó giọt, nó chạy qua bên Đức nó ở rồi. Rồi con Nguyễn Công Dân, con Nguyễn Lê Thị Công Nhân, hai vợ chồng nó cũng lừa người ta, toàn là cái lũ lừa bịp. Con mẹ nó lên trên mạng nó kêu gào là dân chủ, tự do, nhân quyền, đa đảng,
nó bịp, nó lừa dân, nó dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin để người ta bị đi vào tù đài và lao lý. Mình có một đất nước quá bình yên như vậy, tại sao mình không bảo vệ? Tôi nói chuyện mà dân chủ đa nguyên đa đảng là cái thứ xảo trá bị bợm, nó không có trên những cái quốc gia tư bản, nó chỉ xạo thôi. Mấy cái đám mà dân chủ cụi qua tới bên Mỹ rồi, thằng nào nấy ho ra máu, thằng nào nấy ho ra máu. Ở trong nước thì chửi chế độ ăn cơm của bác và đảng, mặc áo của bác và đảng, chống phá xuyên tạc lên mạng, điếu cày Tạ Phong Tần, cù Quy Hà Vũ, bài học còn đó. Túi trùng ho ra máu hết, qua tới Mỹ nào nấy ho ra máu. Các bạn sẽ nhìn thôi, cuộc đời của mấy đứa đó nó sẽ đi về đâu, tương lai của nó coi như là xong rồi. Mày qua tới Mỹ là xong rồi con, xong con rồi. Thiên đường dân chủ tự do đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, xong rồi con. Tôi nói chuyện mấy cái đám mà dân chủ cội trong nước mà nó qua tới nước Mỹ rồi, giống như anh em thằng Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tuấn, qua tới Mỹ xách chiếc xe chạy vòng đi ủng hộ ông Trump mà kéo thì sao, để rằng lấy lòng mấy cái đám chống cộng. Ở bên Mỹ chỉ có vậy thôi, sống vòng trong cái cộng đồng đó, sống vòng đó. Các bạn thấy Ngô Kỷ cũng vậy, một cái tên thất gọi là vô học vô ý thức, rồi cũng lên ngồi làm truyền hình TV, làm giống như ta là nhà báo, thổ tả. Cái lũ đó lũ thổ tả, cái lũ thổ tả. Không phải tôi về đất nước rồi tôi binh chế độ, hay là tôi ngồi tôi bợ chế độ. Tôi chưa bao giờ, các bạn thấy tôi có bao giờ lên mạng tôi đi chụp hình với lại cán bộ, hay là tôi đi với lại ông đại tá hay là bà đại tá đâu đó. Các bạn có bao giờ thấy tôi đi về Việt Nam tôi làm chuyện đó không? Không bao giờ. Tôi là một người công dân, tôi yêu đất nước quê hương của tôi, và tôi chỉ làm tròn cái bổn phận của tôi. Tôi lên mạng không phải vì tôi cơ hội chính trị con khỉ gì hết trơn á, bởi vì tôi thấy cái đất nước này quá đẹp đi. Các bạn thấy ngay cả đại sứ quán Mỹ khi sang Việt Nam ước gì ông ta được sinh ra trên đất nước Mỹ. Ngày hôm nay có rất nhiều người ở nước ngoài họ đến Việt Nam sau cái vụ Covid này, họ ở lại Việt Nam, họ thấy quá tuyệt vời. Tại sao các bạn là những người đang sống trong nước, các bạn không biết gọi là appreciate, gọi là cảm ơn một cái đất nước đã cho mình có cuộc sống bình yên như vậy? Và cái ngồi đó ở Việt Nam cộng sản là nghèo khổ nghèo đói, nghe mấy cái thằng dân chủ cụi, mấy cái đám mà chống cộng ô hợp thổ tả hải ngoại, nó đưa ra mấy cái câu của ông từ hồi thời ông Tần Thủy Hoàng á. Nó mồi móc mấy cái ông nào, ông Tây bà Đầm hay là bà Thái Anh Văn, hay là ông gì là Lý Quang Diệu, ôi màng ơi, nó đưa ra mấy cái câu mà mấy ông đó. Tôi hỏi có ông nào biết ăn mắm nêm không, có ông nào biết ăn mắm ruốc không, có ông nào biết ăn bún mắm không, đâu có ăn được đâu. Mà nó đem cái đó vào trong Việt Nam thổ tả đó, nó đem vào nó đánh lận, nó so sánh những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam với những người cộng sản quốc tế, cộng sản của châu Âu, Đông Âu, Bắc Âu và Trung Quốc. Nó hoàn toàn một trời một vực, các bạn thấy. Còn chuyện có người hỏi tôi, nói cái vấn đề anh em Trương Quốc Huy, mèn đất ơi cái thằng, bởi vì các bạn dễ bị lừa lắm. Tôi nói thiệt, tôi lên mạng có nhiều người dễ bị lừa. Mấy chục năm tôi đấu tranh trên không gian mạng này, có nhiều đứa trẻ lên không hiểu gì, nói anh Lợi Minh anh thấy không đó, nó nói nó đấu tranh cho quê hương, đấu tranh con mẹ gì. Mấy cái thằng đó toàn là mấy thằng đi lụm lon lụm rác ngoài kia, nó lên mạng nó lừa đảo nhau, nó lập diễn đàn ra, nó đấu con khỉ gì. Rồi dài bữa dài tháng vài năm bắt đầu theo nó, trời ơi mèn đất ơi, nó theo rồi. Mấy đứa trong nước một số rồi, mấy mười mấy năm gì trước tôi trên mạng, ô khoái quá, anh Lợi Minh thấy hôm đó nó đấu con khỉ gì, từ từ đi cưng, từ từ cháu cũng nhờ rồi, tới chừng đổ bể ra nó lừa đảo. Ngày xưa tôi nói với các bạn, tôi đấu tranh trên cái không gian mạng gọi là Power Talk, khi mà Yahoo 360 đó các bạn ở, nhất là Power Talk nó khủng khiếp lắm kìa. Mấy cái lúc đó tại vì nó về vấn đề internet nó mới hình thành, là mấy cái tụi chống cộng thổ tả ở hải ngoại, cái đám dân chủ cụi trong nước nó lên âm âm hào hào luôn.
mà Việt Nam của mình mở cửa mình rất là thông thoáng, sau này mình mới bắt đầu có an ninh mạng thôi. Ngày xưa tôi thấy mà tôi còn ngồi tôi giận tóc gái, thấy tụi nó chống nó lên rồi nó hè nhau, nó làm ghê lắm kìa. Các bạn lên dễ bị tụi nó lôi kéo lắm. Cái thời đó là nó tranh thủ, mà nó tranh thủ làm sao để đặng mà nó lòn vào trong đất nước, để đặng mà nó xuyên tạc và nó lôi kéo những cái người mà gọi là người ta nhẹ dạ cả tin. Rất là nhiều người các bạn, tôi biết hồi lúc trước đó, chàng ơi, lâm vào cuộc sống bế tắc, cuối cùng té ngửa. Có đứa qua được tới Mỹ đi chống cộng á, có đứa qua được tới Mỹ. Hôm tôi về Việt Nam lúc trước gọi anh Lệ Minh ơi, em biết gì lúc trước em không qua đâu, thôi em dẫn con em về Việt Nam lại. Nó thôi giờ qua lỡ rồi. Qua lỡ rồi thôi giờ cứ lo cuộc sống mưu sinh đi. Bây giờ thấp rồi, ngày xưa nó sống, tôi không nói tên anh chị em các bạn thông cảm. Chàng ơi nó chống, mà tôi ngồi tôi giỡn tóc rồi, nó ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Chàng ơi nó chống, bây giờ bớt rồi, bây giờ thấm rồi. Sau cái vụ mà Covid rồi cái vụ chính trị Mỹ nó loạn cào cào lên đó, bây giờ thấm rồi. Bây giờ muốn về Việt Nam, bởi vì em bỏ má em bệnh. Tội bả. Đấy, mơ ước đi qua Mỹ đó. Chống ghê lắm kìa, nó chống man, nó chống, tôi ngồi tôi thấy còn dựng tóc luôn mà. Bởi vì các bạn khủng khiếp lắm. Ngày xưa có một tay chống cộng ở bên Pháp, tên là Sĩ Hoàng. Cái tên này các bạn nghe tôi nói chuyện bạn, ở mấy cái cộng đồng mạng á, lão này chống hả. Ổng mà thuyết trình về tam quyền phân lập, dân chủ đồ đa nguyên đa đảng, các bạn thấy khung ổng nói hả? Bèn ơi, các bạn mà yếu bóng không mê nó chết đâu, có nhiều đứa ngồi mê. Ô ông Sĩ Hoàng hay quá, ông nói chuyện sao mà hay, ông phân tích. Tôi nói ông xạo chết mẹ. Là các bạn biết mình chỉ cần nói lại tụi nó, bật lật tẩy lại cái tụi mà chống cộng, chống phá, xuyên tạc đất nước á, nó sợ lắm. Tại vì mình nói lại gì, cái đó là cái nghề của tụi nó mất đi cái bát cơm của nó. Như thằng Benny Trương, thằng Tân Thái, con Ly Sào Phạm, cái tụi chống cộng ở bên Mỹ á, nó mà lên mạng nó xuyên tạc gì mà anh em mà vào diễn đàn nó nói được vài lần, mấy lần sau là nó khóa liền. Tại vì khi mà lật được tẩy nó đó là mất đi cái bát cơm của nó. Các bạn biết không, mất đi cái bát miếng cơm của nó. Ở bên Mỹ mà mất đi cái miếng cơm để ăn thì thôi, các bạn hiểu rồi chứ gì, chỉ có đói, chỉ có đi homeless, vô gia cư, chui vô rừng, vô trong rừng, trong hang, trong hốc để mà ở. Nó khủng khiếp như vậy. Thành ra cái đám mà như thằng Trương Quốc Tấn đồ, Trương Quốc Quy đồ, chèn đất ơi, con nó buông chính trị mà nó lên mạng kiếm cơm. Thành ra nhiều khi anh chị các bạn thấy mấy cái tụi chống cộng, mấy cái đám mà yêu nước nửa mùa, nó lên mạng nó mặc bộ đồ vét tông vô ha. Đầu chảy là ngon lành ha. Để bữa nào tôi các bạn, tôi thích cái gì nó giản dị thôi à. Lên nó làm giống y như thật. Nó sắp xếp ha, còn nó ngồi nó học báo đồ cũng vậy nữa. Nó sắp xếp cái hậu trường của nó. Các bạn biết thời kỳ này là thời kỳ 4.0 mà, công nghệ 4.0 mà. Người ta làm được tất cả những cái hình ảnh background của nó. Nó khủng khiếp lắm. Thành ra nó làm nhiều người nói wow, mấy ông này bên Mỹ yêu nước thương dân, lo rồi chống rồi này kia, toàn là dân trí thức chứ ghê lắm. Mẹ đất ơi, phía đằng sau toàn là đi lừa đảo, lừa gạt, quyên góp. Có con mẹ gì đâu. Bởi vì tụi nó căm thù tôi là vậy thôi. Tại vì tôi đổ cái bát cơm của nó. Tại vì nó phá hoại đất nước. Nó lên mạng, nó xuyên tạc, nó chống phá, nó kiếm ăn. Các bạn thấy đất nước của mình bình yên như vậy. Người dân của mình đang sống tự do. Tự do ngôn luận, tự do lên mạng. Ai cũng lên mạng, Facebook ầm ầm mà vào. Các bạn thấy không? Cuộc sống có ai đâu. Nãy tôi đứng tôi giữa đường tôi la, nói nãy giờ có ai đụng gì tới tôi đâu. Cho nên mình phải bảo vệ cái đất nước này anh chị các bạn, mình phải bảo vệ cái sự bình yên của quê hương mình. Tôi về mấy hôm nay tôi đi cũng rất là nhiều, tôi đi xuống tận cả mũi Cà Mau, tôi nhìn thấy được đất nước quê hương của mình rất là đẹp. Những cái làng, những cái con đường, từ những hạ tầng cơ sở được phát triển, đổi mới, thay da đổi thịt. Đời sống người dân, người nghèo thì người ta phấn đấu lên, họ phấn đấu không ngừng. Tôi nói chuyện các bạn, một mô hình xã hội Việt Nam rất là tốt. Còn các bạn nhìn thấy một cái xứ tư bản, ngoài kia thằng này mặc áo vest,
xuất cà vạt đi. Mấy thằng chống cộng nó đi xuống đường, thằng nào nó mặc đồ ha, bó ông thùng rồi ha. Đi rồi làm ghê gớm lắm mà. Nó ra kia nó like rồi nó làm giống như nó ngon lắm. Cuối cùng toàn là cái đám ăn ngại mà. Đi làm cu ly chết mẹ luôn. Vô làm việc cho thằng Mỹ. Thằng Mỹ nó cắp đầu với con chó. Đấy, các bạn thấy ở quê hương đó, chiều người ta bán buôn đó. Chị em ngồi tâm sự nói chuyện. Các bạn có thấy không đó. Những cái món thức ăn tôi nói các bạn rất là dễ thương đó. Những cái món ăn vừa dân dã vừa quê hương đó. Tuyệt vời không? Các bạn thấy không? Đấy, đấy. Rất là bình dân. Đấy, cái này bệnh viện nào không vậy? Cái món bánh tráng này rất là ngon nha. Ai? À, chú không có kênh. Chú thích like vậy thôi à. Chú đâu có kênh. Các bạn thấy cái bánh tráng nè, hộp gà nè. À, mình không có kênh nha anh chị các bạn. Thì khi anh chị các bạn hỏi mình có kênh không, nói thiệt á. Ai lấy like thì cứ lấy. Tại vì mình yêu cái quê hương đất nước này. Mình yêu, nói thiệt với anh chị các bạn, bằng tất cả tâm hồn và con người của mình. Mấy chục năm nay mình sống xa tổ quốc rồi, mình mới thấy không đâu bằng quê hương của mình hết. Và Lợi Minh lên trên này chỉ chia sẻ những cái tâm tư của mình thôi, chứ không bao giờ mình lên đây mình mưu cầu hạnh phúc hay là đi kiếm tiền bằng kênh đâu. Tôi nói anh chị các bạn, có nhiều anh em hằng ngày cứ hỏi tôi kêu kênh làm kênh. Tôi thôi, tôi không có làm. Hồi xưa tôi mới mà tôi đấu tranh trên mạng này hồi mấy chục năm nay rồi. Tôi không có nhu cầu, tôi cũng không có cái gì mà để trục lợi ai trên đây cả. Không có. Có nhiều người cho tôi là lên mạng nghĩ là tôi chắc là thằng này nó về Việt Nam nó sống nó làm ăn, chắc là nó lên để đặng mà nó bợ đít, nó định bợ, hay là có nhiều tụi đóng cổng gọi là bưng bô. Bởi tôi nói tao bưng bô nó đổ lên đầu ông nội cha tụi bay. Các bạn thấy, bởi vì mình yêu cái quê hương đất nước của mình. Tôi thấy đất nước của mình, tôi nói anh chị các bạn, quá đẹp. Mặc dù nó cũng có những cái tiêu cực chứ không phải là không, nhưng mà những cái tiêu cực đó nó đang được khắc phục một từng ngày, từng giờ, từng phút và từng giây, chứ không phải bị buông lỏng ra. Các bạn thấy những người thủ tướng, phó thủ tướng, những người lãnh đạo, chủ tịch nước ở ngoài trung ương, người ta luôn trăn trở về vận mệnh đất nước, về cuộc sống của người dân. Các bạn có một chính quyền vậy quá tốt rồi. Bà mẹ mấy thằng chính quyền Mỹ, dân nó chết đùng đùng, nghèo khổ, homeless, không nhà cửa, nó ngồi làm thinh. Tôi nói chuyện các bạn, ngay cả cái mùa Covid vừa mới xảy ra, thống đốc của tiểu bang Texas đó, tôi nói là có bằng chứng đó. Ông nói sao? Ông nói bệnh Covid này là cái may mắn cho nước Mỹ, bởi vì giúp cái nền kinh tế Mỹ nó giảm đi cái vấn đề này. Những người mà có bệnh nền và lão hóa, và nó không để trở thành gánh nặng cho nước Mỹ. Các bạn thấy tàn nhẫn không? Khủng khiếp không? Đây cái xứ tư bản gọi là tam quyền phân lập. Các bạn thấy đường ở thôn quê, đường ở thôn quê nó rất là thư giãn. Các bạn thấy đấy, này là đường ở thôn quê. Các bạn thấy ở cái xứ tư bản đó, tam quyền phân lập, mấy cái đám dân chủ cũ giờ này nó đang ngồi đó, nó hát, nó ca Nguyễn Quang A gì đó, rồi Đoan Trang. Chàng đất ơi, bà nội cha nó đi đấu tranh, nó yêu nước con mẹ gì, nói với Lân Thắng mướn khách sạn vô trong đó chơi với nhau. Thôi các bạn, chứ đạo đức nó ở đâu đấy? Và biết bao nhiêu là những người lại ngồi đó nghe nó đó. Đi làm chính trị không, nó yêu con khí gì, bản thân của nó cũng đủ thứ những cái tệ nạn trong con người của nó. Nó sống nó lừa đảo. Cái thằng mắc dịch Lân Thắng, các bạn thấy đi ra làm giống như ta đây là yêu nước căm thù chế độ. Mà nói với con Đoan Trang đi vô trong khách sạn chơi với nhau. Các bạn thấy còn hệ thống gì nữa. Mà trong khi đó có nhiều người ngồi đó, Đoan Trang, Lân Thắng rồi Nguyễn Quang A, rồi mấy cái đám dân chủ cựu trong nước, còn mấy cái lão sắp sửa mà gọi theo bác và đảng bây giờ ăn hết nổi rồi cũng rây ra bắt đầu chống.
lên mạng bắt đầu tìm cách chống lại đảng, chống lại nhà nước, làm cái gì cũng chống hết. Hồi còn trai trẻ, hồi còn còn mà sức lực theo bác và đảng thì phấn đấu ghê lắm, ăn không được, rồi bây giờ về nhà thì ngồi đó chết lưỡi tiết, bắt đầu quay qua chống, bắt đầu có nhiều ông quay qua bỏ đảng. Các bạn thấy không, bây giờ tào lao mấy cái tay đó là kinh. Tôi chỉ xe dân họ thấy đó, này nó bị khùng cái gì, nó cầm cái cây lai mà nó lai, nó nói có mình đó. Có nhiều người cũng nghĩ tôi có kênh cái gì, tôi lại sao nhiệt tình như vậy, cái tánh bệnh vậy anh chị các bạn. Bởi vì các bạn thấy mùa xuân sắp sửa về rồi, năm nay anh em chúng ta cần phải có một cái sự quyết liệt là nói không với cái đám chống cộng cực đoan hỗn tả và ô hợp, và cái đám dân chủ cụi bóp tay vô mặt tụi nó, cho tụi nó những cái đòn chí tử. Chí tử là gì, tôi nói đây là gì, là mình phải đấu tranh với những cái luận điệu sai trái của chúng nó, đem lại sự vinh quang cho đất nước. Ngày xưa cha anh chúng ta đổ máu, ngày hôm nay chúng ta phải góp phần tiếng nói, góp cái tiếng nói của mình, một cái tiếng nói trung thật, một cái tiếng nói chân chính, chứ không phải cái mạng của mình xài hết cái đề đà, nó hơi yếu lại. Công mạng, cái mạng Viettel 3G cũng mạnh ghế chứ, mình xài hổng gại, nhiều khi lâu quá, nó lâu quá thì nó giống như nó reconnect rồi. Thì lại mình chia sẻ anh chị các bạn, đó chiều mình đi thư giãn vừa tập thể dục thể thao, các bạn thấy ở quê đấy, đất ở đây mà anh chị các bạn không biết, ngày xưa nó ngập màng đất ơi, nhà lên nửa nóc hết, mà bây giờ người ta nâng nhà cửa tầng cơ sở nâng lên, các bạn thấy những con đường đan như vậy nè, những con đường đan như vậy ai bỏ tiền ra, chính phủ bỏ tiền ra đó, xây cho người dân mình được đi đấy, rồi nhà cửa sung túc lên, cuộc sống sung túc lên. Các bạn thấy mạng của mình nó yếu thôi, mình gần đây nha anh chị các bạn, bye bye, hẹn anh chị các bạn tập sau nha. Xin chào anh chị các bạn, cảm ơn anh chị các bạn theo dõi.